Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Nóng Đất Việt, kênh cập nhật liên tục những tin tức mới nhất, chính xác nhất mỗi ngày. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Nhìn lại hơn 20 ngày Hà Nội đối đầu với sóng dịch Delta. Hà Nội lập nhiều chốt chặn, người dân không có lý do đi vào nội đô. Xử trí cơn sốt sau tiêm vaccine COVID-19. Nhìn lại hơn 20 ngày Hà Nội đối đầu với sóng dịch Delta. Quý vị thân mến, thủ đô đang chạy đua với dịch bệnh bằng các biện pháp siết giãn cách, mô hình điều trị 4 tầng và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Dịch bùng lên với 11 chùm ca bệnh, lan rộng 30 quận huyện. Ngày 5 tháng 7, Hà Nội bất ngờ phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Đó là một nam tài xế lái xe đường dài có tiếp xúc với F0 ở Hà Nam, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, và một nam bảo vệ tại khu công nghiệp Thăng Long. Tiếp xúc với F0 là người nhà tại Bắc Giang. Hai ca bệnh này đã kết thúc chuỗi 9 ngày yên bình của thủ đô, mở đầu cho đợt bùng dịch mới. Theo Sở Y tế Hà Nội, đợt dịch mới chủ yếu gây ra bởi biến chủng virus Delta và Delta Cộng, lây lan nhanh, chu kỳ lây lan ngắn. Tính đến đầu giờ sáng ngày 29 tháng 7, tức là chỉ sau 23 ngày, Hà Nội đã có thêm 666 F0 với 11 chùm ca bệnh. Trong đó có 8 chùm chưa xác định được nguồn lây, dịch lan 30 quận huyện. Đáng chú ý, những ngày qua, trường hợp F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng và các ca bệnh thứ phát được ghi nhận với số lượng lớn. Đặc điểm của đợt dịch lần này là tấn công vào những khu vực nhạy cảm như khu công nghiệp Thăng Long, bệnh viện Phổi Hà Nội, khu vực dân cư đông đúc, các khu phố trung tâm, chung cư, chợ dân sinh, chợ bùng, chợ đầu mối Đền Lừ. Với đặc điểm mật độ người cao, thường xuyên có tiếp xúc, những khu vực này được các chuyên gia dịch tễ đánh giá có nguy cơ rất lớn và khó kiểm soát. Đáng chú ý, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc bệnh viện bị COVID-19 tấn công là rất nguy hiểm bởi các bệnh nhân có sẵn bệnh nền. Trong trường hợp mắc COVID-19 thì nguy cơ chuyển biến nặng sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, nếu lực lượng y bác sĩ bị lây nhiễm sẽ ảnh hưởng nguồn nhân lực chống dịch, giãn cách toàn thành phố và hàng loạt biện pháp chống dịch. Trong bối cảnh trên địa bàn thủ đô liên tiếp xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, rải rác ở nhiều quận huyện, đặc biệt nhiều chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, từ 19 tháng 7, Hà Nội bắt đầu thực hiện công điện 15, siết chặt các biện pháp giãn cách phòng chống dịch. Nội dung công điện yêu cầu mọi người dân ở trong nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tối 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã, phường cách ly với xã, phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Để kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài thâm nhập vào địa bàn thành phố, Hà Nội thực hiện cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ địa phương có dịch, đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969/TTG-KGVX ngày 17 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch, công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu, quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt khác để kiểm soát dịch bệnh. Các quận huyện trên địa bàn thành phố đã thành lập các tổ công tác để xử phạt trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Tính đến chiều 26 tháng 7, sau 3 ngày thực hiện chỉ thị 17, cơ quan chức năng trên địa bàn Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. Đa số các lỗi người dân mắc phải như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người. Sáng 26 tháng 7, Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng kết hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng tại nhiều quận huyện trên địia bàn Hà Nội. Nhằm phát hiện triệt để các F0 đang lẩn khuất trong cộng đồng, ngành y tế Hà Nội đã ra soát, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 với các trường hợp ho, sốt chưa có nguyên nhân rõ ràng, nghi ngờ mắc COVID-19, không cần yếu tố dịch tễ. Một số khu vực tại Hà Nội cũng đã bắt đầu phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn lẻ để giảm thiểu mật độ người dân trong các khu chợ.
Tại phường Nhật Tân, từ 27 tháng 7, cơ quan chức năng đã bắt đầu thực hiện phương án này. Mỗi hộ sẽ nhận được một thẻ đi chợ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trên mỗi thẻ sẽ ghi tên hộ gia đình, địa chỉ. Mỗi thẻ chỉ áp dụng cho một người ra ngoài. Trong đó, hộ có thẻ ngày chẵn sẽ đi chợ buổi sáng từ 6h45 đến 7h45 cho các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Và đi chợ vào buổi chiều từ 15h30 đến 16h30 cho ngày thứ Bảy. Còn hộ có thẻ ngày lẻ sẽ đi chợ buổi sáng từ 6h45 đến 7h45 cho các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Và đi chợ vào buổi chiều từ 16h45 đến 17h45 cho ngày Chủ nhật. Xây dựng hệ thống điều trị 4 tầng, lên phương án cách ly F1 tại nhà. Để chủ động ứng phó với mọi diễn biến dịch, Sở Y tế đã xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn. 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 giường. Hệ thống điều trị cũng được chia làm 4 tầng. Tầng 1 bao gồm 80% bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên cơ sở thành lập từ các khu cách ly tập trung. Hiện Hà Nội sẵn sàng có thể kích hoạt ngay bệnh viện dã chiến tại trường quân sự thủ đô với quy mô 5.000 giường và các bệnh viện dã chiến tại khu nhà ở sinh viên tại khu cách ly Pháp Vân, Tứ Hiệp với quy mô 3 tòa nhà. Mỗi tòa nhà có thể kích hoạt một bệnh viện 700 giường. Tầng 2, điều trị các bệnh nhân có triệu chứng trung bình và có bệnh lý nền. Sở Y tế sẽ kích hoạt các bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện để thu dung, điều trị. Dự kiến mỗi bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện có thể đáp ứng 250 giường bệnh. Tầng 3 và 4 gồm 5% bệnh nhân nặng, trong đó có 1% bệnh nhân rất nặng phải thở máy hoặc lọc máu, nguy cơ tử vong cao thì kích hoạt ngay bệnh viện đa khoa Đức Giang thành bệnh viện hồi sức tuyến cuối, trước mắt sẽ bố trí 250 giường. Ngoài ra, ở địa bàn Hà Nội, với phương châm 4 tại chỗ, bên cạnh các bệnh viện của thành phố còn rất nhiều hệ thống y tế khác. Sở Y tế sẽ triển khai quy chế phối hợp để tận dụng tối đa nguồn lực y tế trên địa bàn, đó là các cơ sở y tế ngoài công lập, tuyến trung ương, các bộ ngành, quân đội, công an. Về năng lực xét nghiệm của thành phố hiện tại là 48.000 mẫu mỗi ngày với 20 máy PCR và sắp tới bổ sung thêm 5 máy. Thành phố cũng có 111 xe cứu thương có thể huy động để phân luồng bệnh nhân tốt nhất. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần, F1 và người về từ vùng dịch để trình Sở Y tế Hà Nội xem xét. Mục đích của đề xuất này là để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, ngăn ngừa tình trạng quá tải tại các khu cách ly y tế tập trung và tạo tâm lý thoải mái, giảm chi phí cho người được cách ly y tế. 1.200 dây chuyền, 100 tổ cấp cứu tham gia chiến dịch tiêm chủng lịch sử. Để chủ động tấn công dịch COVID-19, Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất lịch sử. Thành phố đã xây dựng phương án tiêm chủng với công suất tối đa 200.000 mũi tiêm mỗi ngày. Để đáp ứng yêu cầu này, thành phố cần ít nhất 1.000 dây chuyền tiêm chủng. Để dự phòng trong trường hợp có dây chuyền tiêm chủng không hoạt động được vì các lý do khác nhau, thành phố cũng đã chuẩn bị thêm 200 dây chuyền dự phòng. Bên cạnh đó, 100 tổ cấp cứu lưu động được triển khai để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Lực lượng chức năng triển khai chiến dịch tiêm chủng theo hai hình thức là tổ chức điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động. Ngày 27 tháng 7, hàng trăm người dân gồm các tiểu thương, người trong khu vực có dịch, khu đông dân cư đã được tiêm chủng vaccine COVID-19, mở đầu cho chiến dịch tiêm chủng mở rộng ở thủ đô. Hiện tại, Sở Y tế có 3 loại vaccine. Với nguồn vaccine về trong đợt tới, Sở sẽ triển khai tiêm chủng đạt được mục tiêu đề ra, hướng tới tháng 3 năm 2022 sẽ tiêm chủng được cho 70% người dân Hà Nội, tương ứng từ 5 đến 6 triệu người. Hà Nội lập nhiều chốt chặn, người dân không có lý do đi vào nội đô. Quý vị thân mến, hàng loạt các chốt chặn tại các ngã đường đi vào nội đô được thiết lập để ngăn người dân ra đường không có lý do. Nhiều phương tiện đã phải quay đầu nhằm mục đích tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian Hà Nội cách ly xã hội. Các đơn vị chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát trong nội đô. Đây là hoạt động được thực hiện theo chỉ thị 16 của Chính phủ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, giãn cách toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện. Tôi nhà ở Pháo Đài Láng, có việc phải đi sang cầu Đuống. Tôi có mang theo các giấy tờ cần thiết như phiếu xét nghiệm, giấy xác nhận của công ty. Bị kiểm tra tại các chốt kiểm soát thì cũng không phiền lắm. Tình hình chung mà, trách nhiệm chống dịch là trên hết. Anh Nguyễn Hùng, một người dân cho biết tại chốt kiểm soát COVID-19 phường Ngọc Khánh. Chúng tôi lập chốt kiểm soát từ 3 giờ sáng và sẽ duy trì đến hết 12 giờ đêm mỗi ngày. Việc lập chốt nhằm đảm bảo hạn chế người dân ra đường, hạn chế người không có lý do thiết yếu di chuyển, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của phường nhưng vẫn chưa đủ.
tôi đã kiến nghị đề xuất lực lượng của quận Ba Đình hỗ trợ. Ông Viên Hải Vệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Khánh cho biết, không chỉ các con đường vào nội đô bị chốt chặn mà nhiều khu dân cư vùng ven đô cũng bị chặn toàn bộ các lối ra vào. Nhiều người và phương tiện không có lý do thiết yếu để ra đường đều bị chặn lại, phải quay đầu xe về nhà. Xử trí cơn sốt sau tiêm vaccine COVID-19. Quý vị thân mến, dùng thuốc giảm đau, hạ sốt đúng cách, uống nhiều nước, mặc trang phục thoáng mát giúp giảm các triệu chứng có thể xảy ra sau tiêm như đau bắp, đau chỗ tiêm, đau đầu, sốt nhẹ đến cao. Cần làm gì sau khi tiêm vaccine? Vaccine COVID-19 là vaccine nhằm ngăn ngừa và làm chậm sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra do virus SARS-CoV-2 gây ra. Nhiều nghiên cứu chứng minh việc tiêm ngừa vaccine làm giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ biến chứng nếu nhiễm bệnh bằng cách giúp cơ thể sản sinh ra kháng thể chống lại virus. Chính phủ đã phê duyệt khẩn cấp số lượng lớn vaccine trong quý 3 để triển khai tiêm rộng rãi cho người dân. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, người được tiêm cần ở lại điểm tiêm chủng 30 phút để được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm. Khi về nhà hoặc nơi làm việc, cần chủ động theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 3 tuần sau tiêm. Theo Bộ Y tế, một số triệu chứng thông thường sau tiêm vaccine COVID-19 có thể gặp là sốt, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, tăng cảm giác đau, ngứa, sưng, đỏ, đau tại chỗ tiêm, bồn chồn. Đây là các triệu chứng thông thường sau tiêm. Các triệu chứng đa phần sẽ thuyên giảm và khỏi hoàn toàn sau khoảng vài ngày, không để lại di chứng. Trong đó, triệu chứng sốt nhẹ, sốt khoảng 38 độ C là một trong các phản ứng phổ biến nhất sau khi tiêm. Đây là cách cơ thể phản ứng với thuốc và thường tự khỏi sau tiêm vài ngày. Nếu sốt cao từ 38,5 độ C trở lên, có thể sử dụng thuốc hạ sốt. Hiện nay, paracetamol là hoạt chất có tác dụng giảm đau và hạ sốt, được khuyên dùng trong các trường hợp đau và sốt từ nhẹ đến vừa, đặc biệt là giảm hạ sốt sau khi tiêm ngừa. Ví dụ như Hapaco 650 chứa thành phần 650mg paracetamol an toàn khi giảm đau, hạ sốt, phù hợp với thể trạng người Việt, được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn trong nhiều năm qua. Về chất lượng, Habacon 650 được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn Japan GMP, đảm bảo hiệu quả và an toàn đến từng viên, đạt tiêu chuẩn lưu hành nghiêm ngặt trong bệnh viện, lẫn rộng cửa xuất khẩu sang quốc gia khó tính. Cách hạ sốt nhanh chóng, hiệu quả sau khi tiêm vaccine. Thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Sơn, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi sốt khoảng 38 đến 39 độ C, cơ thể dễ mất nước, việc bổ sung nước là rất cần thiết, nhất là vào những ngày nắng nóng. Nên uống từ từ, không nên uống nhiều một lúc, đồng thời bổ sung các loại nước uống như nước hoa quả, nước rau, nước orezon, nước có pha thêm chút muối, tăng cường nước chanh, nước cam, nước bưởi ép để cung cấp lượng vitamin C, vitamin A cần thiết cho cơ thể. Ăn đầy đủ và đa dạng thực phẩm, chú ý các món ăn lành mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch như vitamin A, C, D, E, protein, chất đạm, kẽm. Nên ăn đủ các nhóm chất thịt, cá, trứng, sữa, các loại ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây tươi. Mặc trang phục nhẹ nhàng, thoáng mát, tránh thức khuya và làm việc nặng cũng là cách giúp cơ thể nghỉ ngơi. Những giấc ngủ sâu dài 7 đến 8 tiếng về đêm sẽ giúp cơ thể mau hồi phục, góp phần tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nhớ nằm ở nơi thoáng mát, tránh nằm ở nơi gió lùa và hạn chế nhiều người vây quanh. Nếu thân nhiệt từ 38,5 độ C trở lên thì bạn sử dụng thuốc hạ sốt. Theo bác sĩ Sơn, việc dùng thuốc hạ sốt khi sốt cao đơn thuần là điều trị triệu chứng, giúp cơ thể giảm bớt mệt mỏi, khó chịu, giảm bớt tình trạng mất nước, mất điện giải, không ảnh hưởng đến quá trình sinh miễn dịch, không làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19. Chỉ cần lưu ý sử dụng đúng theo chỉ định về liều lượng, khoảng cách giữa các liều của các cán bộ y tế. Liều dùng của thành phần paracetamol trong giảm đau hạ sốt là 10 đến 15mg trên 1kg mỗi lần. Mỗi lần dùng cách nhau khoảng 4 đến 6 tiếng. Nếu sử dụng Habacon 650 chứa 650mg paracetamol, khoảng cách giữa hai lần uống phải lớn hơn 4 giờ và không uống quá 6 viên một ngày. Bác sĩ Sơn khuyến cáo, nếu gặp diễn biến nặng lên gồm sốt cao trên 39 độ C, sốt kéo dài, uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ, sưng hoặc đỏ lan rộng tại chỗ tiêm, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp sau khi tiêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.